Tối qua, Hội chợ Xuân 2023 do Sở Công Thương tổ chức đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh dự và cắt băng khai mạc hội chợ. Hội chợ Xuân Đà Nẵng năm nay có 250 gian hàng của gần 200 doanh nghiệp cả nước tham gia. Sản phẩm trưng bày tại hội chợ gồm thực phẩm, đồ uống, thời trang, may mặc, da giày, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng vùng miền, dịch vụ chăm sóc sức khỏe điện máy. Lần này em đem tới cái sản phẩm là chăm sóc cho sức khỏe cho mọi nhà. Thành ra em đem bên em là bột ngũ cốc dinh dưỡng và trà gạo lứt hoa nhài á chị. Những cái sản phẩm này đều giúp ích cho trong cái việc mà bổ sung dinh dưỡng hàng ngày á. Thì đặc biệt là cái dịp Tết là mình giao lưu nhiều rượu bia đó, hoặc là ăn nhiều bánh kẹo thịt đó, thì em có bên em là sản phẩm chuyên về dinh dưỡng thì nó hỗ trợ cái vấn đề này rất là tốt ạ. Để kích cầu tiêu dùng, các gian hàng còn tổ chức nhiều chương trình khuyến mại như bốc thăm, quay số trúng thưởng, tặng quà, giảm giá, voucher combo dành cho khách hàng tham quan mua sắm. Tôi cũng tin tưởng vào vì đây là cái hội chợ có sự giám sát của các cơ quan chức năng, thì chúng tôi cũng tin tưởng là có cái chất lượng chứ không phải cái hàng như trôi nổi ở ngoài thị trường ở ngoài. Hy vọng là cũng qua một vòng đây thì cũng sắm sửa Tết cho gia đình rồi cũng tặng cho bạn bè người thân trong gia đình. Đặc biệt tại hội chợ còn có cụm gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lưu niệm của thành phố Đà Nẵng. Các gian hàng được bài trí đậm chất Tết Việt, tạo không khí vui tươi phấn khởi để người dân tham quan mua sắm Tết. Tôi chuẩn bị 8.000 lít để phục vụ Tết năm nay, và chúng tôi cũng đã có nhiều cái chương trình để đóng như là đưa ra các cái dòng mẫu mở mới phù hợp với tiêu dùng quà tặng cuối năm, đưa ra các cái dòng sản phẩm như ít màng để phù hợp với nhóm đối tượng là người trẻ tuổi, và chúng tôi thường xuyên tiếp cận trên nhiều cái kênh quảng cáo và cũng như tham gia rất là nhiều các phiên chợ hội chợ để chúng tôi tiếp cận được lượng khách nhiều hơn. Hội chợ Xuân là hoạt động thường niên tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết. Hội chợ Xuân Đà Nẵng mở cửa tự do từ ngày 11 tháng 1 cho tới ngày 16 tháng 1, tức ngày 20 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 âm lịch.